thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được củng cố bằng một ấn dấu linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu vô phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, để các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích rửa tội mà thánh hiến các con. Bởi vậy trước mặt hội thánh, cha hỏi các con về ý định của các con. Anh Gioan Bautista Nguyễn Văn Khánh và chị Maria Nguyễn Thị Phương, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa cha con không. Thưa cha con không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa cha con có. Thưa cha con có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa cha con có. Thưa cha con có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa cha con có. Thưa cha con có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập giao ước hôn nhân, các con hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh Gioan Nguyễn Văn Khánh xin nhận em Maria Nguyễn Thị Hoài Phương làm vợ của anh. Em là Maria Nguyễn Thị Hoài Phương xin nhận anh Gioan Nguyễn Văn Khánh làm chồng của em. Và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, như vậy hai bạn Khánh và Phương đã trở thành là vợ là chồng. Vì trước mặt Chúa, trước mặt cộng đoàn chúng ta, hai bạn đã nói lên lời thề hứa với nhau một cách tỏ tường rõ ràng. Vì thế với lòng yêu mến, chúng ta cùng cầu nguyện cho hai bạn trẻ trong một gia đình mới được sống với nhau ấm êm hạnh phúc trăm năm sắt cần, để chia vui chúc mừng cho hai bạn trẻ một gia đình mới cũng như hai gia đình. Chúng ta nổ một tràng pháo tay chúc mừng.